Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của MèoPeo. Có rất nhiều bạn bảo là anh MèoPeo dạo này không thể chơi Parkour một máu nữa à? Rất là lâu rồi mình cũng không chơi Parkour một máu thật các bạn ạ. Mình nghĩ phải mấy tháng rồi chưa chơi Parkour một máu bạn ơi. Nhưng mà cơ bản là không tìm được map Parkour một máu nào nó hay và thú vị các bạn ạ. Thì hôm nay là mình mới tìm được một cái map Parkour một máu tặng MèoPeo bạn ạ. Đây, map này thì có tên là một máu, tên rất đơn giản thôi. Đây, thì map này của bạn tên là gì đây? Bạn đã tên là Illuminoli. Ok, tên không, cái tên là không có tin code là được các bạn ạ. Đấy, tên dễ đọc dễ nhớ mà nhìn kiểu cũng dễ nhìn luôn. Đây, dễ viết luôn bạn ạ, không có tin code gì cả. Ok. Thì đây, bạn này có cái map có tên là một máu. Đấy, map tặng MèoPeo mà cũng mới các bạn ạ, mới cập nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021 này, khá là mới luôn bạn ơi. Sao gì bị chửi ghê vậy? Bỏ chấm. What the hell, map hay. Không, map hay mà, chắc là hay đấy bạn ạ. Thôi kệ đi. Ok, thì hôm nay chúng ta cùng trải nghiệm thử cái map một máu tặng MèoPeo ấy của bạn là Liminoli này. ID là 13834296 để coi thử xem bao có gì hay, có gì thú vị không các bạn nha. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like. Ôi, đừng quên chia sẻ video chuyện mèo và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký. Ủa, mèo bạn nha. Ủa, sao vừa vào chết này một chấm. Ê, bình tĩnh. Ôi trời ơi, gì đây? À, ông này còn chôn là để quả hồi sinh ngay chỗ làm xe luôn bạn ạ. Chơi thế cũng chơi được ạ. Ok, ôi gà chắc không cần đâu bạn ơi. Số mini, ok, sao nhiều giấy thế, hình như là mỗi lần hồi sinh là cho đồ các bạn ạ. Chắc vậy. Chào các bạn chứ, thiếu chữ bạn rồi. Chào các, map hơi khó nha. Ok, map không ok. Được không? Yeah. Map không ok là tự khen, tự chê map dở à, như nào? Sao lại map không ok nè? Ok, tôi cũng không do lắm, tôi đọc xong, tôi không đọc ở đâu. Đọc xong lú luôn cả người các bạn ạ. Ok, thôi chắc là tôi sẽ chơi luôn cái map này anh em nhở. Ây da, tôi nhìn để coi nhờ, nhìn qua thì em vào đầu thì nó giống Parkour bình thường thôi bạn ạ. Cái này là mô hình này. Ui, nhảy trên mô hình thì hơi bị căng bạn ơi. Từ, hình như là có cái gì đấy mình thấy không đúng bạn ạ. Hình như là có cái gì đấy nó không đúng bạn ơi. Lava này đang chảy. À không, nó chặn, nó không chảy nữa này. Hình như là chảy hết cỡ rồi bạn ạ. À quên mất tôi chưa đổi qua nhân vật khác bạn ạ. Ở đấy bây giờ mỗi lần đổi nhân vật sẽ bị lag này. Bạn nào mà coi mình về lâu để biết là mỗi lần mình kéo đổi nhân vật là lấy đồ ở trong kho đồ ra ấy. Lấy đồ trong kho ra này. Đấy là sẽ bị lag. Đó, nó sẽ hơi giật một chút. Ấy chứ bạn ạ, hơi giật một tí này. Mình kệ đi. Gì đấy? What the hell các bạn ơi? Parkour một máu kiểu gì mà vừa vào lại trả lời câu hỏi này? Ô sợ thật đấy. Ủa tóm lại map parkour một máu hay map trả lời câu hỏi vậy? Alo. Ô kìa. Em đi chủ map là gì á? 1138. 1138. À 138 thôi. 138. 138 342986. 342986 đây, cái này giữa đây. Ok bạn ơi. Rồi. Kiếp thật. Ô mà Parkour một máu gì mà nãy giờ chưa thấy có yếu tố nào liên quan đến một máu lắm bạn ạ. Nhảy bình thường thôi. Mình kiểu bây giờ né laser hay là né bụi gai hay là kiểu Parkour di chuyển tránh cái gì đấy gọi là một máu nữa. Cái này chưa thấy có yếu tố nào liên quan một máu lắm bạn ạ. Bây giờ đến giải mã bạn ạ. Ủa thế đây là map Parkour một máu hay là map giải mã một máu hay là map trả lời câu hỏi một máu vậy? Ây, tôi chưa thấy mình có liên quan đến Parkour làm bạn ạ. Trên Nam Nha là gì? Trên Nam là cái gì? Phải hiểu trên Nam là cái gì vậy? Trên Nam Nha, trên nóc nhà chứ. Chắc là trên nóc nhà. Mà ông này ghi ở trên Nam Nha ấy là không hiểu các bạn ạ. Trên... Ôi! Cái map này nó kỳ cục kiểu gì ấy bạn ạ? Ơ sao lại thế nhỉ? Ôi, cho cần gạc thì mà cho tận 64 x 3 luôn bạn ạ. Ôi vãi chưởng cái này. Ôi thôi bạn có lòng thì mình cũng có giả. À đâu đây 64 x 2 cộng thêm 18. Nhìn nhầm. Ơ mà cho gì mà cho lắm vậy ta. Cái này mở này này. Ê, đặt cần gạc khắp nơi luôn. Đấy cho nó ngầu bạn ạ. Thể hiện người có điều kiện bạn ơi. Mở hết luôn. Ok. Ôi. Ok. Ôi tôi Parkour một máu sao bây giờ hết trả lời câu hỏi đến tìm cần gạt bây giờ bắn súng. What the hell? Thế cái map Parkour một máu là kiểu gì đây? Bắn máy bay à? Ủa bắn máy bay, cái gì đây? Có gì đấy? Ui.
Ôi, có con gì trên này các bạn lại nhìn sợ vậy? Trời, bạn ơi, ui, sợ vậy. Ô, ôi, tôi vẫn chưa hiểu là bạn lại thấy map này là map gì đây? Map parkour một máu hay map bắn nhau một máu? Hay là map giải map một máu? Ô, ơ, chưa hiểu lắm. Ơ, ơ, thế cho con súng con gì ta? Ủa, trong khi mấy con quái thì bị lỗi và nó còn không đánh mình cơ. Tôi vẫn chưa hiểu là bạn ạ, tôi không chạy đây. Cuối cùng thì cũng có yếu tố liên quan đến một máu bạn ạ. Ok, may quá. Trời ơi. Trời ơi, khởi đầu mấy cái level kiểu như là giải mã hay là giải đố hay là bắn súng ý, thì bạn nên để ở những cái level cuối nhá, bởi vì chủ đề là bóc cua một máu mà, đúng không? Tự nhiên vừa vào cái người ta thấy, ô, tự nhiên giải mã, tự nhiên trả lời câu hỏi, tự nhiên bắn súng, người ta thấy người ta thoát đấy. Tôi thật luôn, nên khuyên thật nhá. Khuyên thật bạn chủ map nhá. Đấy, nên để những cái level như vừa nãy á để xuống cuối cùng, chứ ai lại để đầu tiên, đúng không? Thì nó chẳng liên quan đến chủ đề một máu gì cả bạn ạ. Người ta thấy người ta vào, người ta tưởng nhầm là ơ, map này không phải map một máu, người ta thoát luôn bạn ạ, người ta không chơi ở đâu anh em ạ. Đó, cho nên là anh em làm map thì nói chung là nên để đúng chủ đề nhá. Đấy, có những cái phụ ấy, những cái phụ thêm vào ấy thì để ở những level cuối thôi, đó, gần cuối thôi, chứ đừng có để ở ngay cái level đầu luôn thì người ta vào người ta tưởng nhầm map thì sao. Ôi ôi tôi căng. À, phải nhảy vào nước, còn nhảy đúng cái ô cầu thang. Ôi, căng nha. Rồi, hiểu. Để sát này. Ôi, đè ship không được luôn bạn ạ. Ôi, sao lúc nãy mình nhảy được nhỉ? Mà sao bây giờ lại không nhảy? Khoan đã, từ. Ơ. Ôi trời. Ôi, map này chính ra được bảo vệ hồi sinh tận 5 giây luôn bạn ạ. Ôi dồi ôi luôn. Trời ơi. Sợ thật luôn bạn ạ. Map này cần cải thiện nhiều nhá. Được cái là ôi là còn thêm quả rơi đồ này nữa bạn ạ. Mỗi lần chết hồi sinh lại thêm đồ, xong lại rơi đồ này là chả mấy mà phun hòm đồ bận hơi. Ok bên này. Rồi đến đây leo cầu thang, ở đấy cuối cùng có yếu tố trong nó thú vị tí nên được. Ờ, cái gì? Đi đâu? À đây, ở bên này à? Hey, ấy là bên này. Đây. Rồi. Tiếp các bạn ơi. Bóng bay thải hơi nhiều. Ui, căng này. À, ok. Ok mê. Đi theo thứ tự bạn ơi. Thật ra chúng ta có thể như này. Ok, không bắt máu à? Hình như cái này tính là nửa block. Từ đây xuống đây là tầm khoảng là 2.5 block. Ờ, chắc là 2.5 block chưa bắt máu bạn ạ. Hên phết nhờ. Ok bạn ơi, hình như từ 3 block thì mới máu cơ bạn ạ. 3 block mất máu, hình như là 2.5 block vẫn chưa mất máu. Ơ, thú vị phết. Ê, ngon luôn bạn ơi. Ôi dồi ôi, vừa gai mà vừa laser luôn. Còn cắt tinh thể lưu hình luôn. Ghê rồi. Ui, trận đầu luôn. Trời, mất đồ luôn. Hơi lag. Thật ra thì mình có thể là ảo thuật các bạn ạ. Đó là mình chết xong mình được bảo vệ hồi sinh 5 giây, mình chạy một phát qua luôn. Nhưng mà thôi, ai làm thế bạn ơi. Ok. Ok, cái cả đếm gì đấy? Ủa thế cho cần gạt để làm gì ta? Trong khi đây đá điện này, ủa? Ở đây có đá điện rồi thì đâu cần gạt đâu. Ô, ảo thật đấy bạn ạ. À. Map này nó cứ bị làm sao đấy bạn ạ. À. Thật luôn ạ. À. Map này nó cứ làm sao ấy. Trời ơi. Ok, map này tôi sẽ cố gắng kinh nhất mặc dù nó hơi tấu hài bạn ạ. À. Rồi, để coi lại đường đây, bên này. Rồi, ok. Đấy, ra chơi đâu, từ đầu chơi này có phải ngon đâu. Ôi, còn lava trên đường bận ạ. Đấy, từ đầu chơi này ngon đâu. Tự nhiên cho quả giải mã, xong rồi giải đỗ, xong rồi bắn súng vào, kỳ cục bận ạ. À, từ đầu làm này luôn là ngon luôn nhở. Chủ map xem xét lại nhá. Đó, từ đầu để này là ngon rồi, đẹp rồi, xịn xò luôn rồi. Mà tôi vừa nói xong, lại chuyển qua đánh boss bạn ạ. Trời ơi, có kiếm, có súng thế này. Trời ơi, súng đang cầm trên tay này còn có kiếm gì nữa. Sợ thật. Ngô gì cầm kiếm. Nại bì thì ôi thổ bắn phát chết luôn. Ôi tôi em nhầm. Em nhầm. Ôi tôi thả súng đây. Ôi kìa, ôi rồi. Ôi kìa. Ôi tôi chết rồi. Quên không lưu xin bạn ơi. Rồi xong luôn. Quên không lưu hồi sinh. Và thế là hết.
Rồi xong luôn, nó chặn chốt luôn. Ừ mày ngáo. Nó lao thẳng vào cái bụi gai luôn các bạn ạ. À, cái gọi là cái gì, cái bẫy gai chứ. Trời ơi, đỉnh đẳng cấp đấy. À, thôi 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 anh ơi, anh bình tĩnh. Em hết súng rồi. Em không có súng đâu. Căng nhỉ. Bây giờ phải làm cách nào ta? Ấy lưu sinh từ 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 lưu sinh đã quên. Ôi bây giờ Minua cho đánh xuyên tường à? Hay là cái kiếm này nó có phép thuật gì vậy? Ôi nó không, nó chỉ là một cái kiếm bình thường thôi bạn ạ. Ôi mà sao mình có thể đánh xuyên tường nhỉ? Ôi ảo thật đấy bạn ạ. Ôi ảo thật đấy. Ôi nhưng mà ảo thật mà. Ô bây giờ mình biết là Minua có thể đánh xuyên tường xuyên cửa bạn ạ. Ờ, cá gai hỏi chấm. Ôi lại cho súng này. Bây giờ cho còn bonus thêm quả bóng dung nham được, không biết điểm gì đây. Ủa, hỏi chấm. Ờ, không hiểu lắm bạn ạ. Không hiểu lắm. Thú cưng của chú bác. Ôi rồi ôi, điểm gì? Định làm gì hả? À, cái này xem nào. Rồi, yếu thêm. Thôi. Bắn súng cho lành bạn ơi. Ê, bình tĩnh. À, phải giết hết bởi con này bạn ạ. Ôi, mà từ từ khoan á. Góc này bắn không được, bị kẹt. Ôi. Đông thế. Ây da. Nó rơi lại cần gạt kìa. Ô thôi. Cần gạt em dư tận mấy trăm cái rồi. Em không cần thêm cần gạt đâu. Bây giờ cách nào mình chạy thẳng vào bên kia không nhỉ? Bắn đi. Bây giờ mà rơi xuống cũng chết này. Mình còn có bột máu à. Ok bạn ơi. Ê, biết ngay mà. Nhìn cái thang này thì nghi rồi. Ơ, phải né tí bạn ạ. Đó. Ok bạn ơi. Từ. Tại sao lại trải thảm nhỉ? Tại sao lại trải thảm dễ có lỗ chôn mà lại nhảy qua chắc kèo. Dễ chôn là biết đâu bất ngờ. Cái gì? Con cá gai. Ơ mà không hiểu cho cần gạt gì ta. Mình vẫn không hiểu là đánh quái cho cần gạt làm gì bận. Ôi dồi ôi. Xong chỗ này còn cho một đống điểm hồi sinh nữa. Nó không thấy lag à. Trời ơi. Lag sập mặt luôn đấy chứ. Đấy là mình còn chơi PC nhá. Chứ ông nào mà chơi PE đoạn này chắc khóc thét đấy. Thơ thật, map này thật là kỳ cục. Nó bị làm sao ấy. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ cố gắng kiên nhẫn chơi hết bắp bạn ạ. Trời ơi là trời. Ôi giời, cao thế. Ôi cao nha. Bắn bóng cho vui vậy. Bắp này chỉ, đoạn này chỉ có nhảy một block thôi. Nhìn chung là cũng khá là đơn giản. Cứ nhảy bình thường thôi bạn ạ, có một block à. Đó, ok. Một block này mà kiểu như không cho lưu hồi sinh ý, thì cảm giác nhảy còn rén rén. Đây được lưu hồi sinh thì cũng khá là đơn giản, khá là dễ thôi bạn ạ. Nói chung là tự tin để thoải mái. Yo. Ok, để lưu hồi sinh đó. Rồi. Gì đây? Không được dẫm vô lốc. Ok. Sao cứ biết là ok nữa? Ghi là dẫm vô lốc có màu đỏ thì làm sao? Dẫm vô lốc ok màu đỏ nhạt và ok lốc vô hình. Trời ơi. Viết chữ có thì có làm sao đâu nữa. Tôi lại viết chữ ok nè. Cứ xx. Trời ơi, tôi tưởng là bạn này đặt không đặt tên tin cốt. Nhưng ai ngờ viết chữ kiểu ký tự này tôi cũng chịu à. Cứ đi đừng có chắc là thế. Cứ đi. Đây cứ xx. À, không được dẫm vào ô bầu này. Trời ơi, bị thế cũng đơn giản mà. Đâu có khó đâu. Ok bạn ơi. À, cái gì của cái sao đi. Ơ. Hình như có cái gì đấy nó không đúng. À, bắt đầu hình à. Trời ơi, là mình cứ tưởng. Ok bạn ơi. À, bắt đầu hình tiếp nè. Ê, nhầm. Thôi sao mất đồ rồi, mất cần gạt rồi. Ôi sao mất hết cần gạt luôn. Như nãy giờ tích cóp được mấy trăm cái cần gạt, bây giờ mất sạch bạn ạ. Cày thế nhở. Mất hết cần gạt rồi bạn ơi. Ừ. Nhảy qua đâu ông ta. Ôi nhảy qua luôn này. Tôi nhảy qua luôn này. Ồ, biết thế nãy giờ nhảy qua luôn bạn ạ. Mất cần gạt. Trời ơi, cái này sao quá. Anh này có lên trên này à. Ờ đúng bạn ạ, chắc thế.
Tưởng bắt bơi qua cái đống này thì chịu. Bơi qua cá lồng đèn chỉ với một máu. Uầy, thử thách này còn khó hơn cả nhảy 10 block á. Nhảy 10 block các bạn có thể xài xin đi, nhưng mà cái thử thách này thì hơi bị căng này. Có xài xin rồi cũng thế à. Họ chấm. Ờ à, thôi em đi đường này cho nhanh. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Sao lại làm thế nhở? Núp. Chặn hết tàng hình rồi. Trời ơi, cú lừa bật à. Lừa. Rồi ôi. Tưởng cho đi đường tắt, ai ngờ bắt đi đường này. Ok. Ok luôn anh. Thị lệ. Một máu à? Một máu là nhảy rớt cái là chết luôn đấy. Ok này. Thị lên. À, nhìn chung là map này thì map này thì tôi cũng không biết bình luận như nào, thôi tùy anh em quyết định đấy. Anh em thích bình luận như nào thì bình luận. Tôi cũng không biết nên nói như nào nữa. Nói chung là map này nó cứ làm sao bị bạn ạ. Nhìn chung là có một vài phần chơi cũng được, cũng ổn, nhưng mà có một vài phần nó cứ làm sao bạn ạ. Chú ô gì vậy, hướng dẫn triệu hồi bốt đi lửa thôi, là đừng bảo là level cuối đánh bốt đi lửa nha, chịu luôn đây. Ây giảm. Ôi, vừa nóng vừa lạnh bạn ạ. Vừa lại bị lạnh kìa. Mà còn phải né lava nữa. Né lửa bụi vừa nó xong dính luôn. Ôi, vừa bị nói sao bạn ạ. Dính lửa luôn với cay chứ. Né. Ê bi. Ây giảm. Quên mất là ở dưới này cũng có lava. Ôi giả. Bậy quá bậy. Ui. Bảo vệ hồi sinh 5 giây à. Ờ nào tranh thủ chạy qua luôn. Chết rồi. Xong rồi đi rồi. Quên bớt nó có cái hiệu ứng cháy nữa thôi, nhìn cẩn thận vậy. Ui căng nha, level này nhảy bốc trơn này cũng thốn đấy. Né này, ok, chắc là đi từ từ vậy. Né này, đó, không có đi vội là bạn ạ. Level này không đi vội được. Rồi, cứ đi bình tĩnh thôi. Ok, đấy, bị đi né cẩn thận bạn ạ. Quên mất là mình đang chơi một máu, nhảy không bậy được. Ok, rồi lưu hồi xe bận ơi, cái này đơn giản rồi. Chịu gì vậy? Đi theo cái nhân vật bí ẩn. Còn nhân vật bí ẩn nữa chứ. Trời ơi, chúa tể chính tả. Ôi xong đi rớt rồi. Có tàng hình ấy. Cái con này đi nhanh quá, không theo được. Trời ơi, đi chậm lại được không? Đi chậm tôi. Trời ơi, đi nhanh thế, trời đi nhanh thế, không theo được bạn ơi, mà cái này không đè ship được. Trời ơi, cái lúc tàng hình này đâu có đè ship một đồng. Cô làm ơn có thể đi chậm lại được không? Hải bạn gì ơi? Mình là mình không phanh ở đâu, ok, đi này dễ này. Dễ này. Mình hãy theo sát luôn bạn ạ. Dễ này, ok. Dễ này. Ok bạn ơi. Dễ bên này. Bên này. Bên này. À ok. Rồi dồi bạn ơi. Ok. Tiếp. Gì đây. Level này. Ai chà. Lắc. À lên bị lắc. Cái gì đây. Ui dạ. Cân nha. Cứng. Nhưng mà. À hiểu rồi. Anh em nhìn ảo thuật ra bản beo này. Thì từ nha. Ok. Ấy, thấy không? Ấy, từ từ phải phá hết cát ra. Mình phá hết cát là được bà. Đó, level này chỉ cần phá hết cát là xong. Thắng easy luôn á. Đó. Ok, rồi, đấy đi thoải mái luôn. Thế là win rồi à? Thế kê bạn ơi rồi. Cuối cùng mà chúng ta cũng win bạn à. Ôi, thì map này thì tôi cũng chắc là không bình luận đâu. Tùy anh em quyết định. Chơi thì giải trí cũng được bạn à. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc đấy thôi. Bạn có ý kiến góp gì muốn mẹ béo làm dùng mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.